Thưa quý vị, giới chức Ukraine đã đưa ra cáo buộc Nga dùng hơn 20 tên lửa hành trình tập kích vào nhiều mục tiêu ở nước này, trong đó có thủ đô Kiev ngay trước thềm năm mới nhắm vào dân thường, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc loại Nga khỏi ghế ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Thị trưởng Kiev cho biết đợt tập kích đã khiến một khách sạn ở phía nam thành phố cùng một chung cư hư hại nghiêm trọng. Một nhà báo người Nhật bị thương và đã được chuyển đến bệnh viện điều trị. Đây là đợt tập kích quy mô lớn thứ hai của Nga trong vòng 3 ngày qua. Nhiều thành phố khác trên khắp lãnh thổ Ukraine cũng ghi nhận các đòn tập kích. Ukraine áp lệnh giới nghiêm từ 19 giờ đêm ngày 31 tháng 12 đến 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023 tại một số địa phương. Lãnh đạo một số tỉnh đã phát thông báo kêu gọi người dân tuân thủ lệnh giới nghiêm vì lý do an ninh, cảnh báo tăng số lượng cảnh sát trên các tuyến đường trong đêm 31 tháng 12. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về diễn biến này. Kính thưa quý vị, Tổ chức Y tế WHO mới đây đã kêu gọi Trung Quốc thường xuyên chia sẻ thông tin thời gian thực về đợt bùng phát COVID-19 khi nước này sắp nới hạn chế đi lại vào đầu tháng 1 tới. WHO đã yêu cầu thêm dữ liệu về trình tự gen, số ca nhập viện và tử vong, số ca cần chăm sóc đặc biệt, cũng như dữ liệu về tiêm chủng, đặc biệt ở nhóm dễ tổn thương và trên 60 tuổi. WHO cũng mời các nhà khoa học Trung Quốc trình bày dữ liệu chi tiết về trình tự gen virus tại cuộc họp của WHO dự kiến tổ chức vào ngày 3 tháng 1 năm 2023. Số ca nhiễm gia tăng trên khắp Trung Quốc và những nghi ngờ về dữ liệu được công bố của Bắc Kinh đã khiến Mỹ và nhiều nước yêu cầu xét nghiệm COVID với hành khách đến từ Trung Quốc. Bắc Kinh dự kiến nới lỏng đáng kể các hạn chế đi lại đối với du khách trong và ngoài nước kể từ ngày 8 tháng 1. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc đã chỉ trích yêu cầu xét nghiệm COVID-19 mà một số nước áp đặt với người từ Trung Quốc là phân biệt đối xử. Thưa quý vị, tối qua tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An, hàng ngàn người dân đã có mặt theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào năm mới 2023 với chủ đề Hào khí sông Lam. Chương trình là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa chính trị đặc biệt, mở đầu cho các hoạt động văn hóa của năm 2023 với sự tham gia góp mặt của nhiều ca sĩ có tên tuổi đạt giải thưởng Giải Sao Mai toàn quốc, các ban nhạc, nhóm nhảy DJ đến từ Nghệ An, Hà Nội, các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Tại chương trình, các nghệ sĩ, diễn viên đã cống hiến cho người xem nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và quê hương Nghệ An nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 92 năm qua. Qua đó tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trên quê hương Bác Hồ ngày càng tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch mà Đảng, Nhà nước và Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 đã đề ra. Thưa quý vị, đêm qua ngày 31 tháng 12, đại tiệc cao đao chào đón năm mới 2023 tại EcoPark đã diễn ra với sự tham gia của hơn 20.000 cư dân khu đô thị cũng như là khách tham quan. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu đến từ nhiều nền văn hóa, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc. Đặc biệt, đây là năm thứ 5 khu đô thị này tổ chức bắn pháo hoa dành tặng cư dân và khách tham quan. Thiết kế sân khấu hoành tráng, cùng nhiều tiết mục âm nhạc bùng nổ và những chiếc đèn LED show phát sáng của hơn 20.000 cư dân và khách tham quan. Tất cả đã tạo nên một đại tiệc cao đao chào đón năm mới 2023 sôi động tại công viên Hồ Thiên Nga, khu đô thị EcoPark. Em là dân cư EcoPark và em đã tham gia cao đao được 2 năm rồi ạ. Thì em thấy là ban tổ chức thì rất là nhiệt tình và chu đáo và mỗi năm thì sẽ có thêm cải tiến mới và năm nay hoành tráng hơn năm trước ạ. Năm nay là năm thứ 3 mình đã tham gia cao đao ở Hưng Yên EcoPark. Và năm nay thì mình thấy là sân khấu vô cùng hoành tráng, dàn khách mời chất lượng và tổ chức rất là tốt và mọi thứ rất là happy. Cái chương trình xúc động, cảm động và rất là hoành tráng. Đấy, không khí rất là vui tươi. Chúc tất cả bà con, anh chị em năm mới tốt lành. Thực ra là trước khi đến đây là nhà mình cũng đã yêu thích EcoPark rất là lâu rồi. Và mỗi năm nay thì nhà mình mới quyết định sang bởi vì các bạn cũng chuẩn bị chuyển cấp. Thế nên là mình thấy cái lựa chọn mà sang bên này là hoàn toàn đúng đắn và hy vọng là sẽ gắn bó ở đây được thật là lâu. Điểm nổi bật của EcoPark Cao Đao năm 2023 là sự đa dạng của các tiết mục ca nhạc, cùng với sự tham gia của các ca sĩ trong nước với những sắc màu âm nhạc riêng, còn là các nghệ sĩ quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Khi mà được đứng ở trong cái không gian rất là thiên nhiên như thế này, thì Phùng Vũ cảm thấy mình có một cái năng lượng ấy
và không khí thì rất là trong lành. Phượng Vũ nghĩ rằng là mọi người nếu mà muốn lấy lại năng lượng sau những cái ngày làm việc mệt mỏi, hay là mọi người muốn có những cái giây phút tuyệt vời, thì mọi người nên đến đây và thưởng thức cái không gian ở nơi này. Thật vui khi được gặp các bạn hôm nay. Từ trước chúng tôi đã yêu Việt Nam, hôm nay được biểu diễn ở đây, tôi cảm thấy rất cảm động. Mọi thứ rất tuyệt vời và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới 2023. Eco Park 최고예요. Chúng tôi yêu Eco Park, chúng tôi yêu Việt Nam. Đúng 12 giờ, màn pháo hoa với giai điệu bài hát Happy New Year quen thuộc vang lên, chính là lời chúc mừng năm mới đầy trọn vẹn mà chủ đầu tư dành cho các cư dân của thành phố Triệu Cây Xanh. Bên cạnh hoạt động cao đao chào đón Tết Dương lịch 2023, khu đô thị cũng trang trí các tuyến đường hoa, tổ chức các hoạt động chợ quê ngày Tết để chào đón Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023. Tại Thái Lan, không khí đón năm mới 2023 diễn ra trong bối cảnh sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Dịch đã có những tác động mạnh đến các ngành nghề, đặc biệt là ngành du lịch của quốc gia này. Ngay sau đây là phản ánh của phóng viên thường trú VOV tại Thái Lan. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với năm 2022 và người dân Thái Lan đang hứng khởi cùng nhau đếm ngược chào đón năm mới 2023. Chúng tôi đang có mặt tại trung tâm thương mại Icon Siam bên bờ sông Chao Phraya, địa điểm mới đây đã được hãng tin CNN của Mỹ lựa chọn vào danh sách 10 điểm đón năm mới 2023 tuyệt nhất trên thế giới. Sau 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19, sự kiện đếm ngược đón năm mới 2023 tại Icon Siam được kỳ vọng sẽ nâng cao danh tiếng của đất nước, đồng thời mang lại niềm vui cho người Thái và du khách từ khắp nơi trên thế giới, củng cố vị thế điểm đến du lịch nổi tiếng toàn cầu của Thái Lan. Ngọc Diệp, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bangkok, Thái Lan. Tổng cục Du lịch Thái Lan VAT đã phối hợp với khu phức hợp mua sắm Icon Siam và các đối tác để tổ chức lễ hội cao đao vào thời khắc giao thừa với chủ đề Amazing Thailand Cao Đao 2023. Điểm nhấn là màn trình diễn 30.000 quả pháo hoa thân thiện với môi trường dọc theo quãng đường dài 1.400m bên bờ sông Chao Phraya với chủ đề Dành Thế Giới cho Thái Lan. Ông Supoy Chawasirupun, giám đốc điều hành của Icon Siam cho biết hơn 100 triệu bạt, tương đương với 2,9 triệu đô la Mỹ đã được chi để tổ chức cho sự kiện Amazing Thailand Countdown 2023 vào ngày 31 tháng 12 như một món quà cho người dân Thái Lan và du khách nước ngoài. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá con sông Chao Phraya như một điểm đến du lịch toàn cầu cho những du khách muốn tham gia các hoạt động cao đao đêm giao thừa hàng năm tại Thái Lan. Tính đến thời điểm cuối năm 2022, Thái Lan đã đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế và dự kiến sẽ chào mừng từ 20 đến 25 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm xứ Chùa Vàng trong năm 2023, đặc biệt là sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ mở cửa hoàn toàn vào ngày 8 tháng 1 tới đây. Thưa quý vị, sáng nay, ngày đầu năm mới 2023, Bộ Giao thông Vận tải đồng loạt khởi công 12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2025. Đây là lần đầu tiên Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ khởi công theo hình thức kết nối trực tuyến 12 điểm cầu với 3 điểm cầu chính tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi và Hậu Giang, đại diện cho 3 khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công ở điểm cầu trung tâm tại Quảng Ngãi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, chỉ sau hơn 1 năm chuẩn bị, đến thời điểm này, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã đủ điều kiện khởi công xây dựng với tổng chiều dài 729 km, tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026. Dự án được đầu tư quy mô phân kỳ với mặt cắt ngang quy mô 4 làn xe, bề rộng lên đường 17m, tốc độ thiết kế 100-120 km/h. Trên tất cả 12 đoạn tuyến, Bộ Giao thông Vận tải cam kết, ngay sau khi khởi công dự án, các chủ đầu tư, tư vấn, giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, huy động đầy đủ nhân lực, nguồn lực tài chính, thiết bị máy móc hiện đại để tập trung triển khai tổ chức thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường. Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường. Thông tin từ Bộ Công Thương,
Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng đồng loạt tất cả các mặt hàng ngay từ ngày đầu năm mới, mùng 1 tháng 1 năm 2023. Cụ thể, xăng E5 RON 92 có giá là 21.020 đồng một lít, tăng 1.045 đồng một lít. Với mức giá này, xăng E5 RON 92 có mức giá thấp hơn xăng RON 95-3 787 đồng một lít. Xăng RON 95-3 có mức giá là 21.807 đồng một lít, tăng 1.100 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S có giá 22.151 đồng một lít, giá tăng 550 đồng một lít. Dầu hỏa có giá 22.166 đồng một lít, tăng 330 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S có giá là 13.633 đồng 1 kg, tăng 770 đồng 1 kg. Trước đó, ngày 30 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 30 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn, thay thế nghị quyết số 20. Nghị định này áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với mặt hàng xăng trừ ethanol là 2.000 đồng một lít, tăng 1.000 đồng một lít so với mức hiện hành theo nghị quyết số 20. Với các mặt hàng dầu, hầu hết đều tăng so với quy định hiện hành, chỉ trừ nhiên liệu bay vẫn giữ mức 1.000 đồng một lít.